tụi mày chỉ đem ba cái nhân quyền ra, tụi mày lúc nào cũng mà đem ba cái nhân quyền ra để tụi mày moi cái đó để tụi mày kiếm tiền thôi. Tao biết chắc cái điều đó luôn. Nó bây giờ ông tổng thống Mỹ bây giờ ông cũng coi như là rút ra khỏi cái nhân quyền của thế giới rồi đó. Ông cũng đâu còn ở trong đó nữa đâu. Cái thứ chống cộng cực đoan của tụi mày, tao nói thẳng với tụi mày một câu luôn, tụi mày là một cái thứ nghĩa là kêu bằng là lừa đảo, ăn không ngồi rồi, không có công việc làm ăn, suốt ngày chỉ lang thang kiếm chuyện này chuyện nọ, xong rồi là chửi về cái gốc của mình, chửi về cái quê hương, cái đất quê cha đất tổ của mình là giỏi thôi. Bán ba tắc lưỡi vì những cái chuyện đó để mà nuôi thân thôi. Chứ tụi mày không có làm gì được. Vâng, chào em Nguyễn Thành Nam. À, anh rảnh giờ nào anh làm giờ đó em ơi, tại anh cũng có công việc nhiều lắm. Chào Tuấn Trượng Ca, mình làm tự phát mà. Chứ không có một vào một cái tổ chức nào hết, mà cũng không có vào một cái đội nhóm nào hết. Cho nên cũng không có quy định giờ, ví dụ mình rảnh thì mình lên mình nói, mình bức xúc là mình nói liền thôi, để chiều nó quên. Nhưng mà ở bên cái máy này nó không biết làm sao đó, bữa nào phải nhờ cái người nào giỏi người ta làm dùng cái Facebook này lại mới được. Tuấn Trưởng Ca Trưởng ơi, Dũng không biết làm, Dũng chỉ biết bấm vô like thôi, còn những cái chức năng gì đó mình không biết làm. Và tự nhiên lúc này sao mời không được, chứ lúc trước mời được bình thường. Cách đây cũng tuần lễ là cái Facebook này mà mời không được. Không biết lý do là sao. Không có thấy camera của ai hiện ra hết trơn. Kỳ vậy. Để bữa nào mình nhờ cái người nào đó họ xem lại cái Facebook của mình. Để bữa nào anh em nào có giỏi về Facebook á, rồi nhờ giùm. Chứ mình không biết thì không có rành cái này. Cái này cũng ta chỉ sao, chỉ vô bấm vô like là like thôi. Chứ không biết cái gì. Nếu thấy camera thì sẽ mời vậy thôi. Đó, tụi mày bỏ tiền ra không có thấy cái nút màu đỏ đó luôn, không thấy luôn. Em ơi, chào Mai Dương. Cho nên á, ta nói mình nói với lại bà con ở trong nước, Dũng không dám đại diện cho ai, Dũng chỉ là nói về bản thân của Dũng thôi. Dũng cũng như bà con cũng là một cái người lao động bình thường. Trong cái đất nước Việt Nam này chỉ là một cái hạt cát rất là nhỏ bé. Đối với Quốc Dũng chỉ là một người dân lao động bình thường thôi, không có làm một cái gì chức quyền hay là làm gì hết. Nói thẳng ra một cái người lao động rất là bình thường, chứ không có phải là một cái người mà quan chức hay là ở trong một cái tổ chức cờ đỏ hay AK-47 cái gì hết trơn. Không có mời được, không có thấy tín hiệu. Nếu mà thấy thì sẽ mời ngay thôi Tuấn Ca Trưởng. Không có thấy luôn. Để bữa nào đi có ai đó rồi mình hỏi người ta mới được. Có lẽ cái Facebook của mình nó bị lỗi rồi. Chào Sơn Lê. Chào anh Bảo Vũ Nguyễn. Cho nên tụi mày á, cho nên á, bây giờ mình nói vấn đề tâm sự một chút về mình, một chút thôi, nói vài câu thôi. Là vấn đề tôi bức xúc là tôi phải nói thôi. Cho nên cái vụ mà cả thằng Quyêu Nguyễn này, tôi nói thật, hôm đó tôi đứng chứng kiến đó, chứ không phải không đâu. Tại vì tôi ở cái khu vực đó mà, tôi ở gần đó luôn, tôi thấy luôn. Đúng không? Tôi thấy luôn chứ không phải là không thấy đâu. Những cái người mà bắt cái thằng Nguyễn Nguyễn là toàn là những người dân. Những cái người dân yêu nước, người ta bức xúc vì cái hành động mà phá hoại tài sản của người ta. Nếu như thằng Nguyễn Nguyễn nó đi đứng bình thường, nó chấp hành, tức là khi nó biểu tình tới cái chỗ đó, nó đi tới cái khu vực đó, người ta đã dùng carabine, người ta dùng xe, người ta chặn ngang đường, người ta không muốn cho mày đi đường đó, thì mày có thể kéo qua đường khác mà đi thì sẽ không có chuyện gì. Tôi nói thật, nếu hôm đó mày, cái thằng Nguyễn Nguyễn mà nó chấp hành tốt, nó đi đàng hoàng giống như tất cả mọi người khác, kể cả nó cầm bảng, nó hò hét gì, cái đó là quyền tự do của nó, đúng không?
mà nó cầm cái bảng nó đi đàng hoàng, khi nó thấy vật cản, tức là người ta đã không đồng ý nó vào cái khu vực đó, nó quay đường khác, đúng không? Nó quay đường khác thì không có chuyện gì xảy ra, chưa chắc là hôm nay nó bị bắt. Nhưng lần này nó cố tình nó phá cái hàng rào đó, nó xác động dân chúng, gọi là phá hoại cái tài sản của người ta, thì tại sao lại không xử lý nó được? Bây giờ tôi vào nhà các bạn không đồng ý cho tôi vào, các bạn dùng cái hàng rào các bạn rào lại. Giờ tôi lấy xà beng lấy đồ, tôi nạy cái hàng rào của quý vị có chịu không? À, mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan, bây giờ mày không cho tao vô nhà mày mà tao cố tình tao lấy hàng, lấy đồ, lấy đạc, tao nảy cái hàng rào tao bước qua, mày chịu không? Tụi mày nói, tụi mày phân tích, tụi mày phải nói cho đúng sự thật. Chứ tụi mày đừng có lợi dụng vào cái chuyện đó mà tụi mày lên trên mạng, tụi mày la làng, la xóm, tụi mày đăng báo vu vạ thế này thế kia, tụi mày đổi thừa là đảng cộng sản, là đàn áp dân này nọ đồ. Ai đàn áp tụi mày? Tự tụi mày gây ra thì tụi mày phải chịu, chứ mà ai cho phép mày vô cái đất nước tao mày quậy? Tao nói thẳng một câu luôn, người ta cho tụi mày xuống đường cái dạng giống như là đi meeting, nói lên cái chính kiến của mình trong cái trật tự, trong một cái thời gian nhất định, trong một cái đường lối. Tuy rằng người ta chưa có cái luật biểu tình như các nước khác thiệt, nhưng mà người ta vẫn để cho người dân xuống đường trong trật tự để nói lên cái chứng kiến của mình. Tụi bay lợi dụng vô cái sự tự do, tụi bay quậy, tụi bay phá hoại tài sản của người ta. Ngay cả những người mà cùng đồng hành với tụi mày luôn đó, tao nói thật luôn, tao biết luôn, có một số người rất đông cũng xuống đồng hành với tụi mày, cầm tờ giấy khi mà thấy tụi mày phá hoại tài sản của người ta, tụi mày hả bạo động lên là người ta nản, người ta giúp cái tờ giấy đó, ta dẹt cái chỗ khác liền. Bằng chứng là tụi mày thấy ở cái khu chế xuất Phong Trang với lại cái khu Bình Thuận đó, có bao nhiêu người ném đá, có bao nhiêu người tao đếm được luôn đó. Bắt được hết rồi đó. Còn toàn bộ những cái dân mà nó hưởng ứng tụi mày, nó đi theo tụi mày để xuống đường đó, người ta dạt ra hết, người ta sợ quá, người ta dạt ra hết. Có phải là tụi mày cố ý tụi mày phá hoại không? Tụi mày đừng nên có một cái ý nghĩ như vậy. Ta nói bây giờ chỉ nói một cái căn nhà thôi, chứ không nói một quốc gia nó to tát quá. Nhà tao là tao có quyền. Ngay cả cái nhà Facebook này cũng vậy. Tao thích cho tụi mày lên đối chất cái tao là tao cho. Tao không thích là tao không có cho tụi mày lên. Tụi mày không có làm gì tao, tụi mày chỉ biết cúi đầu ở dưới mà ngồi tụi mày nghe thôi. Đó là cái luật thôi. Đó là tao nói chỉ là cái mạng Facebook là bằng ảo thôi đó nha. Ảo thật thật thôi đấy. Chứ đừng có nói tới mà cái chuyện mà lớn lao mà cả một quốc gia của người ta, tụi mày qua đây tụi mày xác động quần chúng, tụi mày phá hoại tài sản của người ta, xong rồi bảo là không bắt tụi mày. Bởi vậy tôi mong rằng các cơ quan chức năng xử thật nghiêm đối với những cái hành động đó, đối với những đối tượng mà gây ra những cái hành động đó để làm gương cho những người khác. Phải nói lên cái đó, cái hành động mà xử lý thật nghiêm đối với những đối tượng này là nói lên cái vấn đề nước Việt Nam ta lúc nào cũng có chủ quyền, không có sợ gì hết. Mà chẳng có một quốc gia nào mà vì cái đó mà người ta phải mất đi cái lợi nhuận của người ta đâu. Nó như cái lũ mà chống cộng cực đoan tụi mày đó, cái miệng này lúc nào cũng bô bô lên tàu cộng này tàu cộng nọ, tụi mày chửi không à, tụi mày chửi cũng đâu làm gì được nó đâu, mà tụi mày cứ mua đồ tụi mày xài hoài à. Tụi mày dám vỗ ngực xưng tên là cả đời tụi mày không xài đồ của Trung Quốc sản xuất không? Cái iPhone tụi mày đang cầm á, tụi mày cũng là của Trung Quốc gia công làm ra chứ ai. Cho nên tụi mày nói tụi mày phải nhìn lại cái tụi mày.
Thằng Trung Quốc nó cho tụi bay chửi thoải mái luôn, tụi bay muốn chửi tàu này tàu nọ, tàu này tàu nọ, mà tụi mày cứ mua đồ nó xài là nó ok rồi. Vấn đề kinh tế nó không ảnh hưởng gì hết trơn. Thì ăn kinh tế nó đâu có làm việc với tụi mày, nó làm việc với chính phủ của tụi mày chứ. Tụi mày là cái lờ gì mà phải là nói chuyện với tụi mày. Thì Mỹ nó cũng vậy thôi, cũng chẳng có một Will Liêu Phạm hay là 10 Will Liêu Phạm, Will Liêu Nguyễn, sorry, nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì cái nền kinh tế giữa hai nước cả. Mỹ nó cũng kêu là nó vẫn là mua bán bình thường, nó cũng cười trừ thôi. Tụi mày đừng có mắc công mà đừng có bày đặt làm đơn với này nọ lên hạ kiến nghị này kiến rồi kia, nó mắc công lắm, nó không ảnh hưởng gì đâu. Người ta cũng không quan tâm tới cái chuyện đó đâu. Nó chưa chửi cho tụi mày là may lắm rồi đó. Tụi mày đi đất nước người ta rồi mày qua nhà tao quay quậy phá rồi mày kêu, rồi bây giờ bị người ta bắt rồi bây giờ kêu cha kêu mẹ lên, nó chưa chửi là may lắm rồi đó. Ở đây cũng có rất nhiều bác cô chú và anh chị em cũng sống ở nước ngoài nè. Tại sao cái tư tưởng, cái tư duy của người ta khác? Người ta vẫn thương nhớ về cái quê hương, cái người ta là mang quốc tịch Úc nhưng mà người ta gốc Việt Nam. Người ta vẫn yêu về cái gốc của người ta. Cũng như cái chim nó có tổ, cái cây nó có cái gốc, con người có cái nhà. Người ta vẫn yêu thương, cho dù nhà người ta có mục nát ở đâu, cái gốc người ta có mục ở nào, người ta cũng ngày đêm thương nhớ về cái quê cha đất mẹ của người ta. Tại sao tụi mày không có suy nghĩ lại mà tụi mày suốt ngày tụi mày còn đi sắc động người ta, tụi mày đục khoét tiền người ta, tụi mày lấy hết cái phong trào này, lấy hết cái sự kiện kia ra, tụi mày đục khoét tiền của người ta để tụi mày sống. Tụi mày thấy tụi mày làm những cái trò đó có giống là một con người không? Đó riêng mấy thằng ba que xỏ lá tụi mày, mấy thằng chống cộng cực đoan ở trên các nước trên thế giới, tụi mày xem lại cái hành vi của tụi mày có đúng không? Suốt ngày tụi mày cứ đem ba cái sự kiện của Việt Nam ra tụi mày khai thác. Bởi bữa tao đã nói rồi, một lần rồi, tao nói nhiều lần rồi, mà cái tụi mày cái đầu tụi mày ở đầu tôm nè, không có não nên tụi mày không có nghe, mà tụi mày không có hiểu nữa. May là tao là một người lao động bình thường, tao nói thôi đó, mà tụi mày còn không chịu hiểu nữa. Huống hồ chứ những anh chị em khác, người ta có học có hành, có văn có bằng có cấp, người ta nói mà người ta nói kêu bằng là văn chương chữ nghĩa với tụi mày, mà thì làm sao mà tụi mày hiểu được. Tụi mày biết tụi mày hiểu, nhưng mà tụi cố tình tụi mày phá. Bởi vì tụi mày á, thấy cái đất nước Việt Nam này đó mà nó nghèo mạt rẹp á, thì tụi mày sẽ cười, tụi mày sẽ chửi, tụi mày cũng đem đảng tụi mày lôi ra tụi mày chửi. Rồi bây giờ đất nước người ta phát triển, người ta ký kết hợp đồng làm ăn với các nước thế giới để cho người dân trong nước người ta có công ăn việc làm ha, người ta bớt đi cái vấn đề mà xuất khẩu lao động ha. Đó, đất nước người ta phát triển lên, người ta văn minh lên, thì tụi mày cũng chửi. Suốt ngày tụi mày cứ moi móc ra cái đống rác của người ta ra, tụi mày hửi xong rồi là tụi mày để chi? Để tụi mày moi tiền của những cái người chào Bình Dương ạ. Để tụi mày moi tiền của những cái cười kiều bào bên đó. Tại sao mà tụi mày có cái bản chất tụi mày có đúng là con người hay không? Cho nó chửi tụi mày hoài đi nữa đó. Tụi mày cũng vậy. Cho nên đối với diễn đàn của Dũng là Dũng không có phân tích đâu quý vị. Không có phân tích, chỉ có chửi cho tụi nó nghe thôi. Bởi vì tụi nó biết, tụi nó hiểu, thừa biết hết á. Nhưng mà tụi nó cố tình nó phá, nó thẳng là một câu như vậy đi. Nó dùng tiền, dùng bạc đó, đem tiền ra. Cảm ơn bạn Bình Dương, mà Bình Dương muốn chia sẻ ở đâu cũng được hết. Cảm ơn bạn ạ. Tụi mày dùng tiền, dùng bạc, tụi mày xúi dục cái người trong nước phá hoại cái đất nước này. Rồi tụi mày nói là tụi mày có bây giờ đụng chuyện tụi mày. Tao không có phát hiện ra là tao không biết thằng đó nó có phát tiền cho người ta đi biểu tình hay không, thì tao không dám nói vì không có bằng chứng là không có nói. Nhưng mà bằng chứng là nó quậy phá, nó lật xe công an, nó phá xe công an là cái đó có thật. Và tao đứng tao chứng kiến luôn. Và những cái người dân người ta ra người ta bắt,
nó chống cự thì người ta phải, nếu mà nó như bên Mỹ phải không? Đó bây giờ bản thân có thằng Will Nguyễn nó là một cái thằng nói là cái gì? Nó là một cái người mà dân chủ nè, văn minh nè. À, lại là một cái gì học sinh giỏi nữa nè, đang đi chuẩn bị đi thi gì đó ở bên Singapore nè. Tại sao nó không có đối xử như một cái người văn minh, một cái người Mỹ văn minh, mà nó đối xử như một cái loài đầu đường xó chợ là sao? Nó qua đất nước người ta thì bây giờ nó đi ở ok, nó ủng hộ ok, không có gì để nói nó, mà nó cũng có quyền làm cái chuyện đó nữa cơ, vì nó đâu phải là người dân Việt Nam đâu mà nó có quyền ủng hộ những cái sự kiện của Việt Nam, đúng không ạ? Bây giờ cứ cho là nó thấy vui đông rồi nó ham vui, nó đi nó ké đi nữa thì đâu ai nói gì nó đâu. Nó đi một hai vòng mỗi chân nó đi về, cầm cái bảng nó hô hào chán dục đất cái bẹp rồi đi về, cũng không ai. Con chào cô qua, thấy không? Cái chuyện nó đi bình thường như tất cả những người dân khác, không ai nói nó cả. Đằng này người ta đã ngăn nó lại rồi, người ta đã dùng cái rabie rồi, đã chắn rồi, người ta dùng cái xe cảnh sát rồi, ta chặn lại rồi. Chào Phạm Hiền à. Mà nó còn cố tình, nó xác động một số người nữa để mà lật cái xe đó, rồi nó treo lên xe, nó đứng nó la làng la xóm, nó dậm. Thì lấy gì dân người ta không bức xúc, người ta bắt nó. Nó phá đồ của nhà tao, người ta không bắt nó được à? Không chi tố nó được à? Tụi mày đem cái nhân quyền tụi mày ra, tụi mày áp đặt kỳ cục vậy? Tụi mày nói mà tụi mày không hiểu cái gì hết trơn á. Xong rồi tụi mày bây giờ tụi mày ô hô lên, tụi mày đem ba cái nhân quyền, cái nhân quyền ra tụi mày hù, tụi mày đem cái nhân quyền Mỹ ra tụi mày hù Việt Nam. Nhất là cái thằng BD biến thái Ly Sa Phạm, rồi bây giờ tới ông nội Ngô Kỵ nữa. Nói này về anh Ngô Kỵ, anh có trong fanlist của tôi và tôi biết anh trong, anh nghe chứ phải anh không nghe đâu. Đúng không? Cái chuyện anh mà cực đoan, anh chống cộng hay kiểu gì á, cái đó là quyền của anh. Tôi không nói, nhưng mà hôm nay tôi dành cái diễn đàn này bởi vì tôi vừa nghe cái clip của anh Từ ở phố Bô Sa. Anh tranh cãi về cái vấn đề này. Đúng không? Anh ra sức anh binh. Anh binh thằng Will Nguyễn. Anh cho rằng thằng Will Nguyễn sẽ làm ảnh hưởng đến cái vấn đề mà ban giao làm ăn thương mại giữa hai nước Việt và Mỹ. Anh sai lầm quá lớn đó. Tôi nói thật luôn đấy. Anh sai lầm quá lớn rồi. Đất nước Mỹ người ta đã làm ăn ở cái đất nước Việt Nam này, và người ta đang dồn sức, người ta đầu tư vào cái đất nước Việt Nam này, đúng không? Tại vì người ta thấy rằng cái thị trường của Việt Nam là làm ăn được, có lời, thì người ta sẵn sàng người ta vào. Đối với người Mỹ, cả thế giới này đều hiểu họ hết, chứ không phải là riêng vì người dân Việt Nam hoặc là đất nước Việt Nam này hiểu là người Mỹ đâu, đúng không? Đất nước Mỹ này tao không cần biết mày là cái gì, mày cộng sản cộng nôi, cái chuyện của mày, miễn tao làm ăn với mày có lời là ok, thế thôi. Làm ăn mày tao lỗ vốn tao đi về, đơn giản thế thôi. Đối với người Mỹ là vấn đề kinh tế đứng lên hàng đầu, đúng không ạ?